Liên quan tới hai sự cố liên tiếp xảy ra tại công trường dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông do Tổng thầu Trung Quốc thực hiện, Bộ Giao thông Vận tải đã có công hàm gửi ông Hồng Tiểu Dũng, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam, đề nghị có ý kiến với nhà thầu Cục 6 và tư vấn giám sát của phía Trung Quốc thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm chính về mọi sự cố xảy ra, đồng thời có kế hoạch cụ thể để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn bộ dự án tới khi hoàn thành và đi vào khai thác. Bộ Giao thông Vận tải cũng buộc Tổng thầu EPC phải thực hiện 6 yêu cầu nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối khi thi công, không lặp lại các sự cố tương tự. Trong 6 yêu cầu này, đáng chú ý là việc tổng thầu EPC chỉ được tổ chức thi công trên cao khi công trường đã được cô lập, không có người, phương tiện lưu thông ở bên dưới và các biện pháp phòng ngừa khác khi cầu lắp cấu kiện, vật liệu có thể vượt qua khỏi phạm vi đã được cô lập. Trong quá trình thi công phải bố trí người cảnh giới, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện lưu thông gần khu vực công trường. Bên cạnh đó, Tổng thầu EPC phải đánh giá thực trạng các tổ chức và cá nhân tư vấn, nhà thầu phụ đang thực hiện dự án thuộc phạm vi Tổng thầu EPC lựa chọn, thay thế các tổ chức cá nhân hạn chế về năng lực, kinh nghiệm, chuyên môn để triệt để khắc phục các tồn tại yếu kém. Bộ Giao thông Vận tải nghiêm khắc cảnh cáo Tổng thầu EPC đã không hoàn thành trách nhiệm theo quy định của hợp đồng và khẳng định Tổng thầu EPC phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về toàn bộ các sự cố nêu trên, phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do các sự cố xảy ra vừa qua, bao gồm vật tư, tài sản của công trình phải bỏ đi, làm lại, tài sản và sức khỏe của người dân có liên quan hoàn thành trước ngày 15 tháng 1 năm 2015.